Tiếp theo nha, mình sẽ tô tiếp cây mái nha mọi người ơi. Tô tiếp cây mái nha. Một này, hai này. Đó, mình sẽ tô tiếp cây mái ha. Đấy. Tiếp theo đây, mình sẽ tô màu lên đây nhé. Đấy, mình sẽ vẽ ra tất cả các màu như vậy nè. Đó, một chiếc xe tuy với màu xanh thôi nhưng đã thấy rất là đẹp rồi đúng không mọi người? Mới bắt đầu đổ màu nè, tô màu thì nó sẽ đẹp hơn nữa đó. Ok, giờ bắt đầu tô màu hồng mấy cái chữ trước nha mọi người ơi. Mình sẽ tô màu chữ trước nha. Tô màu hồng mấy chữ nè. Tô màu nha. Tô một chiếc màu thật là xinh xắn nào. Cùng tô màu thôi nào mọi người ơi. Tô màu thật là xinh luôn. Tô màu thật là xinh đẹp thôi nào. Mọi người thích màu gì mọi người? Mọi người thấy màu hồng có hợp không? Có làm đẹp với nhau mọi người ơi. Mình thấy sao nào? Chiếc xe rất là xinh xẹn đúng không mọi người? Một chiếc xe thật là xinh xinh. Một chiếc xe thật là đẹp đẹp. Đó, mình đã tô xong cái chữ lem này rồi. Tadam. Tiếp theo nha, là sẽ tô cái chữ này nha mọi người. Sẽ tô hết như vậy nè, tô còn thêm nữa. Chữ ở dưới này cũng vậy ha, mình cũng sẽ tô hết nữa dưới luôn. Đấy, mình sẽ tô hết dưới trên đây. Tôi nữa. Đó, mình sẽ tô như vậy nhá. Mình sẽ cho chữ O này. Một chữ O thật là xinh nha mọi người. Chữ O và một chữ O thật là xinh. Đấy. Mình sẽ tô cái chữ này này. Đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tô tiếp mấy màu ở dưới nha ha. Mấy màu ở dưới đây nè. Tô tiếp ha mọi người. Mọi người có thích màu hồng không? Đây. Mình sẽ tô tiếp màu hồng ở dưới nha mọi người ơi. Tô ở dưới này nè. Mình sẽ tô đây. Đó, mình sẽ tô nha. Một ngày nọ bỗng dưng có một cô bé ở trong rừng. Cô bé ấy đã nhờ một người giúp và biến một chiếc quả bí ngô thành là một chiếc xe. Chú chim sẻ xung quanh cũng biến và trông thật đẹp mắt. Ôi, thật là đẹp quá đi. Cô bật thốt lên như vậy đó mọi người ơi. Thật là đẹp nhá. Mình sẽ tô màu thật là đều tay nha. Chuyện váy tiếp theo sắm ngay một chiếc chơi Noel nào. Đã qua mùa Noel rồi.
mấy form xòe xinh lắm luôn, thật sự rất là xinh luôn đó. Một đôi sụp như hình size 38 bạn nào biết 39 mang vẫn vừa 132 cho bạn là nhanh mình chụp rồi nên không cần phải lo ạ. À, happy birthday câu lạc bộ. Chúc câu lạc bộ từ càng ngày càng thú vị, càng ngày càng phát triển. Mùa thu ở Hà Quốc, hai chị em nhà hello cả nhà. Xe mới mua cái in rất dễ rồi. Chị biết sao rồi, ai bị úp gạt chân chống đôi nhiều quá thì rất nhưng chỉ sao. Chân chống đôi là sao vậy? Để gạt đôi chống đôi là chị em. À, không biết nữa. Còn có nhận không biết hay chạy. Em nhận lắm, em chưa kịp nữa. Chạy kịp lắm rồi. Chạy kịp không biết. Bị số trẻ hạ khẩy. Còn chạy trẻ. Chứ gì nữa không biết không biết cưng ta. Ha ha ha. Xã kho đồ. Quốc dân tranh xã. Mình đẹp thích nhưng mà cái này, bộ này nó bị bê đê. Nó cứ bị bóng bóng bị xí nhỉ. Đây là gì? Nó sắp xa. Nó ghê quá à. Nó không xinh như thế. Ui mà ơi. Oh my god luôn. Áo mặc cái quần khác thì được. Cái này mặc cái quần khác thì được. Cái quần đen được nhờ. Rồi tiếp theo là cái bánh này cứ nó nồ nồ. Nó không xinh lắm. Không xinh lắm ơi, sao ông ta cho mặt ren trời. Ren sao đẹp trời. Thì sao đi tăng sao không nhìn cái đồ lại tăng. Trời may quá, không thì mình toạc đời luôn. Phải vô phòng để vẽ tiếp đây mọi người ơi, mọi người đã về rồi kìa. May quá là mình vẽ sắp xong một bức tranh đó, chứ không thì toạc đời mình thôi.